Tập 10, hướng dẫn món cá kho tộ cực kỳ ngon ngay tại nhà. Thật sự đây là một món ăn rất là quan trọng mà không thể nào thiếu trong các bữa ăn của gia đình Việt Nam. Bước 1 thì các bạn rửa cá bằng muối và gừng. Lưu ý là sơ chế sạch sẽ hết cái đường gân máu ở sống lưng. Cách này sẽ xử lý hết được mùi tanh của cá ha. Mình sẽ khứa và cắt khúc khúc ra như thế này để lát nữa kho cá cho nó thấm nha. Hôm nào ăn cơm mà có món cá lóc kho tộ với nồi canh chua thì còn cái gì bằng nữa đúng không? Bây giờ mình sẽ cho cá vào tô và băm nhuyễn hành tỏi. Tỏi với hành thì các bạn dùng mỗi thứ tầm 3 tới 4 tép. Sau đó cho vào cá ướp để tăng thêm cái độ thơm ngon cho món ăn. Bạn nào mà người miền Trung hay miền Nam hoặc là thích ăn nhiều cái sốt sệt sệt để chấm rau củ luộc thì các bạn cứ cho nhiều nhiều lên, gấp đôi như mình luôn cũng được. Rồi sau đó các bạn cho vào 2-3 trái ớt, 1/4 muỗng tiêu bột. Tiêu cùng khử mùi tanh rất là hiệu quả luôn đó. Sau đó các bạn sẽ qua pha nước sốt cho mình. Đúng ra là cho trực tiếp vào cá luôn cũng được, nhưng tại vì mình muốn các bạn nắm được cái công thức nêm nếm, có được một cái nền tảng kiến thức căn bản để sau này có thể áp dụng kho được cá kèo, cá rô, rồi thêm nhiều loại cá khác nữa. Các bạn sẽ cho nước màu vào đây và khuấy lên luôn nha, để cho nó hòa tan ra và ngấm đều lên miếng cá. Đó, thấy màu đẹp không? Bạn nào mà chưa biết thắng nước màu xem lại mấy tập cũ nha. Mình sẽ rưới đều nước sốt lên bề mặt cá, pha sốt như vậy lên trước rồi cho vào thì gia vị sẽ được hòa tan và ngấm đều rất là ngon luôn đó. Các bạn sẽ trộn đều lên và ướp cho mình từ 15-20 phút nha. Bước 2, cho vào nồi đất một muỗng dầu ăn và sau đó quay qua sắc mỏng cho mình tầm nửa củ hành tây. Đó, biết để làm cái gì không? Chắc là nhiều người thắc mắc lắm đây. Mình sẽ dùng nửa củ hành tây này và lót bên dưới đáy nồi đất. Làm như vậy sẽ tăng thêm cái độ ngọt và thơm cho cá. Đặc biệt là miếng cá kho của chúng ta sẽ không có bị dính đáy và cháy nha. Ướp xong rồi thì mình sẽ cho cá vào nè. À, công thức món này thì mình để ở cuối clip á. Mình sẽ luôn luôn để chi tiết ở cái phần công thức. Cho nên bạn nào thắc mắc gì thì cứ xem ở đó giúp Hoshi ha. Bây giờ thì mình sẽ rưới cái phần sốt và hành tỏi lên trên bề mặt cá nè. Các bạn thấy không? Trang trí món ăn khi ướp cá luôn đó. Mình sẽ cho vài khúc hành lên trên, đậy nắp lại. Rồi tới bước 3, kho cá. Cái phần canh lửa để kho tộ sẽ rất là quan trọng, cho nên các bạn chú ý nha. Bật lửa vừa lớn lên trước, hấp dẫn quá các bạn ha. Rồi nấu cho tới khi nào nó sôi lên như thế này thì các bạn sẽ mở nắp ra và hạ lửa thật là nhỏ xuống cho mình. Rồi để cho riu riu như vậy tầm 25-30 phút. Mở nắp ra như vậy á sẽ làm cho nước sốt sánh mịn, đồng thời thịt cá của chúng ta sẽ rất là săn chắc lại và bay hết sạch cái mùi tanh luôn đó. Ok, mình đã kho được tầm 25 phút rồi nè. Sốt bây giờ sẽ sệt lại và ngấm vào màu cá rất là đẹp luôn, thấy không? Wow, nhìn là biết hao cơm rồi đó nha. Vậy là từ giờ gia đình của Hoshi đã biết làm món cá kho tộ nha, nhất mọi người rồi đó. Ok, để đó rồi kho thêm 3 phút nữa rồi quay qua cắt nhuyễn hành lá ra cho mình, để lát nữa cho vào nồi kho và tiện thể trang trí cho nồi cá thêm xinh đậm luôn ha. Đó, hấp dẫn ghê chưa, thơm dã man luôn. Mình sẽ lót thêm miếng giấy lên trên đĩa, sau đó quay qua tắt lửa và ngắt nồi cá xuống thôi. Nồi đất sẽ giữ độ nóng cho cá rất là lâu, cho nên các bạn nhớ dọn cơm ra bàn trước, mời tất cả mọi người trong gia đình ngồi sẵn, rồi mình bưng cái nồi cá kho sôi sục sục ra cho mọi người hết hồn luôn nha. Bây giờ mình sẽ sắn miếng cá ra ăn thử coi. Wow, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Màu sắc bắt mắt, hương thơm cuốn hút. Ok, chúc các bạn thành công nha. Thử miếng coi. Nóng quá, tắt đi. Công thức tất cả Hoshi để đây cho các bạn nha. Bye bye. Không biết hổm giờ có bao nhiêu bạn lên tay nghề rồi ta. Đừng quên like, chia sẻ và nhấn theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại mọi người.